Hello everybody, welcome to Heo với KT. Chào các bạn đã quay lại với kênh Heo với KT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Naruto. Con này giờ hình như thị trường không ai làm nữa hay gì á. Chị thấy ế quá không ai làm hay gì á. Thôi đừng có làm vậy. Tài khoản game free. Ừ vậy đi. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đăng ký vào game. Rồi đầu vô thì cái này các bạn biết rồi đúng không? Đầu vô thì nó như mấy bạn khác thôi. Nó cũng chạy nhiệm vụ tân thủ hả. Rồi cũng chạy cái này để mà lên level, để mà nhận mở cái túi ha. Tại vì hiện tại thì nó mở cái hư. Đó, hiện tại thì nó chưa có cái hầm hư. Đấy, bây giờ chúng ta phải vô mở cái hầm hư. Đó, lên level luôn. Đó, tặng mấy con tướng luôn. Đấy, tướng. Đó. Giờ thì tăng tốc được không? Có VIP luôn mà phải không ta? Chỉ nhớ là có VIP. Có VIP, có trang bị đồ luôn nè. Đó. Có hết mà nhớ là có hết. Đó. Đây, ok. Rồi kia, đó. Rồi cắn cái này là lên VIP. VIP 12 phải không? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái phần thâu hả? Rồi, về làng. Bắt đầu. Ra đại sảnh. VIP 12 rồi quà các kiểu còn đà điểu. Bây giờ chúng ta đến với phần thâu. Đây là thâu hả? Thì ở trên này chúng ta sẽ nhập mật khẩu, mật cái gì mà mã thâu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha các bạn. Rồi S là S1, tên tài khoản, hồi nãy là tài khoản game Quy đó. Rồi ở đây nạp này, mình bấm vào cái gói nạp. Nó kêu là 1, 2, 3, 100 ngàn, nhưng mình sẽ nạp 1 triệu ha. Đó. Ok, đó, nạp thành công, vô được 1 triệu. Đúng rồi, 1 triệu thì mới lên được có VIP 15 mà các bạn. Nè, kéo cái này qua đây đi. Đây, mới lên được có VIP 15 ha. VIP một số nữa được không? Đó, lên VIP 18 rồi. VIP một số nữa được không? Không được, thêm số nữa không được các bạn. Ok, VIP 20 rồi hả? Đó. Rồi, VIP 20, 21 triệu kim cương. Đó. Vô VIP coi. Rồi, vô VIP nào. Đây, ô, nhận được quà VIP luôn. Mảnh 10 sao, hồn 10 sao luôn nè. Đó. Tướng luôn. Rồi, mảnh tướng, rồi be, rồi mảnh hồn 10 sao nữa nè. Wow. Con lành. Đấy. Ủa. À, đây. Đó, tướng đã chưa. Nhận hết quà luôn nha anh em ơi. Đừng chừa lại hứa gì. Có tướng UR trong này luôn ha. Đó, đệ nhất. Đấy, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam gì một nồi luôn. Rồi hồi nãy chúng ta nhận được có quà nạp không ta? À không. Hồi nãy chúng ta nạp mà ăn được nạp đầu nè. Trời ơi. À cái này là nạp ngày hả? Ôi rồi. Tôi tưởng đâu là nạp lần một là ăn hết. Trời ơi. Nạp liên tục. À đây có quà nè. Đó. Ồ có mấy cái vậy? Trời đất ơi. Rồi đây nạp phúc lợi. Hết luôn rồi. Đâu còn nữa đâu. Thẻ tháng không mở ra được. Đậu xanh đó. Gói nạp quỹ trưởng thành. Ok. Đặc quyền. Nạp tiền. Đăng nhập. Rồi tiếp theo để coi. Nãy giờ quên tắt cái này. Giờ kéo qua đây đi. Giờ bên này nó cũng đâu có ấy nữa đâu. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ gửi hư ha. Ở
trầm hư này nó có gì đây? Tiền là gì ta? Tiền vàng á hả? Ờ nhiều quá rồi. À không, nó gửi vô hư nè. Ây da, 1 tỷ bạc á, à, tiền vàng này là bạc á. Đồng này kim cương. Ồ kim cương nó gửi thiệt luôn kìa. Wow, ok, 1 tỷ luôn, 1 tỷ vàng. Nào, kinh nghiệm nhân vật. Kinh nghiệm nhân vật là, ồ, kinh nghiệm người chơi á hả? Ây đồ, được nha. Nào, thấy hít rồi đấy, kinh nghiệm người chơi nè. Đó. Max level 200 nha, ok. Kinh nghiệm tướng. Ê, nếu mà nó có kinh nghiệm tướng là ngon luôn á. Ôi, đủ rồi. Trời ơi, có kinh nghiệm tướng là ngon rồi. À mà hình như là còn thiếu cái đá tiến bậc, tiến cấp gì nữa chứ. Ừ, đúng rồi, hình như là thiếu cái đó rồi. Rồi, cái này là gói nạp. Ở đây là có các gói nạp, pha lê, rồi gói... Ê, có gói skin là gói gì đây? Nè. Skin gói quà nè. Ok, à, ủa vậy là cái này là mấy cái gói nạp đồ thôi anh em ơi. Nạp vô kim cương đồ thôi chứ đâu có cái gì trong này đâu. Trời ơi. Cái này nó không có xu hả ta? Không thấy nè. Đó, vẫn được kim nguyên bảo đồ này nọ à. Không thấy gói ồ, đây có gói nạp. À, mở mấy cái phần tích nạp nè anh em. Ok, cũng có cái nhận quà gọi là an ủi hả. Rồi làm sao mua cái này? Nó không có cái nạp xu các bạn. Cái nạp xu là mua con này được rồi. Ủa mà con đó là cũng trong Naruto hả ta? Á à, vợ này Naruto nhiều quá không biết các bạn ơi. Giờ mấy cái gói quà này đó rồi, giờ đâu còn gì nữa đâu, hết rồi. Gói quà nạp rồi, unlock rồi, lock rồi này nọ rồi. Đấy, rồi giờ chúng ta vô đi quay tướng thôi. Có tiền, có quyền đó. Thích quay cái gì quay anh em. Đó, tướng đó, ok không? Trời ơi. Vô tư, cứ vô tư quay thôi. Tỷ lệ quay hơi ít nha. Chiêu mộ khế ước. À, chúng ta có đá khế ước. À, ủa mà cái đá này hồi nãy mình lấy đâu rồi ta? Trời ơi, cũng không nhớ là hồi nãy lấy ở đâu luôn. Ủa nhưng mà con mấy con UR nó có vô trong này không ta? Mấy con UR nó vô trong này thì chúng ta vô trong này chúng ta quay thì nó mới hôm chứ nếu UR không vô trong này thì vậy là chắc phải chờ event quá. Nhưng mà mấy cái game thâu này thì nó làm gì có event mà quay tướng ta. Đổi hình. Tìm nè. Không nha. UR nó không có nha. Ok man. Rồi cũng như không. Vậy là chỉ xài được tướng S à. Này về đây à, trang bị. Chiêu mộ thần. À, cái này chiêu mộ pet. Ủa đâu có điều kiện gì đâu hết ta. Không rồi. Ờ, đây top nè, để coi coi. Đây anh top nè. Ủa top gì đội hình cua bắp dữ vậy? À, ai cũng xài tướng SR không rồi các bạn ơi. Ủa top gì đâu bèo bọt dữ vậy? À, chắc server này ít người biết cái gì nè. Để đâu có ai chơi nhiều đâu anh em à... Đấy thì có con game chơi cũng tạm được. Nên là up cho anh em thôi. Thấy nó còn hoạt động thì up đi ha. Anh em nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha. Ok nha. Anh em nào thấy hay thì cho Heo xin một like, một share. Và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nè. Ok.